Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh YouTube Đồ Nhà Tây Huyền. Hôm nay Đồ Nhà Tây Huyền giới thiệu cho các bác một cái em dòng nồi VIP đến từ thương hiệu Hitachi các bác nhé. Về mã là RZ-TW3000K. Em này có thể nói rằng hiện tại đang là cái dòng VIP nhất của hãng Hitachi luôn rồi. Màu là màu màu gọi là màu mận đúng không ạ? Màu rượu vang đấy các bác. Đó. Mặt kính ấy, có thể soi gương được luôn các bác ạ. Và bên ngoài thì Đồ Nhà Tây Huyền đã dán dịch tính Việt hết cho các bác rồi. Đó, cũng như là em này là một cái em nồi nguyên bản còn pin luôn, có rất nhiều chế độ nấu cho các bác luôn. Nồi sử dụng điện 100V và cần phải cắm qua đường nguồn tối thiểu là 2000V A với công nghệ là cao tần và áp suất hơi nước các bác nhé. Vì em đây là cái dòng mà steam, có steam cắt là tái tạo hơi nước. Thấy cái nắp hơi ở bên trên này, nồi không có bị vỡ nứt gì hết. Đây là cái nước vừa bị rơi xuống thôi. Rồi, và chúng ta sẽ xem vào kết cấu ở bên trong. Màu sắc thì rất là đặc biệt. Đây, steam đây. Hơi nước sẽ sau khi sôi lên thì sẽ bốc hơi lên trên cái nắp này và được nhả lại để tái tạo lại cái hơi nước đó vào cơm cho chúng ta. Sẽ rất là ngon, rất là mềm cơm cho các bác luôn. Không khác gì một cái công nghệ cốc nước bụa. Đấy ạ. Hạn chế cái việc mà thoát hơi nước ra ngoài. Đấy, áp suất 1 bi đây các bác ạ. Nắp, viền nắp ở bên trên. Rồi, chúng ta xem điểm đặc biệt của em này nữa là ở cái song các bác ạ. Song thì rất là dày và rất là nặng tay luôn. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau xem luôn. Nặng tay các bác ạ. Đây, song như là song sắt đấy các bạn. Thỉa này, thỉa là sắt này. Đấy. Cực kỳ là nặng luôn và được dập nổi cái chữ này. Mà chỉ có dòng VIP của Hitachi 2000 hay là 3000 mới có các bác ạ. Kia để cảm biến nhiệt độ. Bây giờ chúng ta sẽ cho nước vào để test hơi em này luôn nha. Rồi, và sau khi cắm điện vào thì nồi mặc định ở chế độ gạo trắng nấu tiêu chuẩn cơm. Rồi chúng ta sẽ ấn menu. Đó, màn hình LED các bác ơi. Chế độ nấu mềm dẻo đây. Chúng ta sẽ nấu ở chế độ nấu nhanh là 26 phút các bác nhá. Và em này ngoài các chế độ gạo trắng này ra này, cơm trộn kiểu Nhật này, cháo này, xôi này, có cả chế độ nấu gạo lứt nảy mầm, gạo hỗn hợp các loại đậu ấy quá, cũng như là chế độ nấu ăn luôn. Thì chúng ta sẽ ấn nút nấu ở đây. Đó, cái phần này là trưng hơi nước này, có hơi nước bốc lên các bác nhé, chính là cái chế độ steam đó. Ôi chờ bãi em nó mới sôi lên các bác ạ. Các bác biết tại sao? Vì em này là tái tạo hơi nước, tuần hoàn hơi nước lại nên là cái hơi thoát ra ngoài rất là ít này. Đấy, cực kỳ ít luôn, hai cái lỗ này. Bác nào nghe rõ thì sẽ thấy nghe cái tiếng áp. Còn nồi thì rất là kín đấy. À, khói bay lên các bác thấy không ạ? Khói bay lên đấy. Nồi rất là kín luôn. Đồ Nhà Tây Huyền đang để tay đây. Và giá của cái em nồi này giá chỉ với là 2 triệu 500 nghìn đồng cho các bác. 2 triệu 500 nghìn đồng chúng ta sở hữu ngay được một cái em nồi siêu VIP đến từ thương hiệu Hitachi với các công nghệ đầy đủ nhất của hãng, cao tần áp suất này, steam cut, công nghệ tái tạo tuần hoàn hơi nước đó. Thì chúng ta sẽ tắt đi này. Đấy, áp xả lên. Bảo hành 6 tháng và hỗ trợ chọn đời sau bảo hành cho các bác. Luôn luôn ưu tiên bác nào mà chuyển khoản hết trước 100% thì sẽ bao ship toàn quốc các bác nhé. Và ngoài mẫu này ra, Đồ Nhà Tây Huyền còn rất nhiều mẫu nồi cơm khác nữa. Các bác nếu thấy mẫu này hay thì chúng ta hãy nhấc máy lên, gọi điện ngay cho Đồ Nhà Tây Huyền để chốt em nó, hoặc có thể là liên hệ ngay với Đồ Nhà Tây Huyền theo số điện thoại hotline Zalo góc phải màn hình chúng ta đang thấy để có thể tư vấn thêm các mẫu khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Đồ Nhà Tây Huyền.